Trận đấu đã bước sang phút thứ 89 rồi. Lúc này có thể thời gian đứng yên lắng đọng, nhưng cũng có thể là những ồn ào khó lường. Chào mừng quý vị đến với bản tin phút 89. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin phút 89 ngày hôm nay. Và giờ hãy cùng nhau điểm qua những tin tức nổi bật của bóng đá trong nước cũng như bóng đá quốc tế. Thầy trò huấn luyện viên Gong Okun chuẩn bị cho trận giao hữu quý giá với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chân sút phạt thần sầu nghẹn ngào ở lần đầu được tham dự một giải đấu tầm châu lục. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Real Madrid tuyên bố sẽ khiến đối thủ chao đảo bằng hai thứ vũ khí bí mật. Và giờ hãy cùng bắt đầu bản tin ngày hôm nay với nhiều câu chuyện đáng chú ý. Trước tiên là tại Dubai, với thông tin trước trận giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tối ngày hôm qua, U23 Việt Nam đã có buổi tập thứ 3 trong đợt tập huấn tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây cũng là buổi tập chuẩn bị cho trận giao hữu với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào lúc 22 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam. Huấn luyện viên Gong Okun đã dành phần lớn thời gian của buổi tập cho các nội dung rèn về cách di chuyển, phối hợp trong tấn công và phòng ngự. Ông đặt ra yêu cầu với các học trò là cần phải xử lý thật nhanh trong mọi tình huống, nhanh khi luân chuyển quả bóng và nhanh cả trong tư duy chơi bóng. Tất nhiên trong thời gian ngắn khó đòi hỏi sự hoàn hảo ở các cầu thủ khi tiếp cận một lối chơi mới, nhưng tất cả các vị trí đều đang nỗ lực hết mình để có thể bước vào đấu trường U23 châu Á với sự tự tin cao nhất. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ cảm xúc vinh dự khi được ban huấn luyện và các đồng đội tin tưởng trao chức bằng đội trưởng. Bản thân tôi nhận thấy phải có trách nhiệm hơn, cố gắng nhiều hơn nữa. Theo tôi nghĩ là đội trưởng thì cần phải có thêm nhiều yếu tố, ví dụ như trên sân tập cũng như trong sinh hoạt, luôn phải thể hiện tốt vai trò thủ lĩnh. Về cả tinh thần và về trách nhiệm để anh em trong đội nhìn vào. Khi nghe thầy Gong Okun nói rằng thầy tin tưởng tôi và muốn tôi làm đội trưởng, tôi đã trả lời thầy là sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Khi được hỏi về những khó khăn khi tiếp nhận lối chơi mới dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên Gong Okun, Bùi Hoàng Việt Anh cho biết cá nhân mình không gặp bất kể vấn đề gì lớn, bởi anh cũng đã quen với sơ đồ chiến thuật 4 hậu vệ tại câu lạc bộ Hà Nội. Nói về mục tiêu đặt ra tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, Việt Anh cho biết khi tham dự vào bất kỳ giải đấu nào thì ai cũng muốn giành ngôi vô địch. Vì vậy, trước mắt đội tuyển U23 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để vượt qua vòng đấu bảng. Khuất Văn Khang được biết đến với siêu phẩm xuất phạt từ cự ly 30m vào lưới của Indonesia tại vòng chung kết U16 châu Á 2018. Cầu thủ này trước đó cũng là một trong những gương mặt chơi nổi bật trong đội hình của đội tuyển U15 Việt Nam giành ngôi vị vô địch Đông Nam Á năm 2017 sau khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết. Văn Khang cho biết khả năng xuất phạt cũng có thể được xem là thế mạnh của mình, bởi Khang đã tập luyện rất kỹ, nhiều kỹ thuật để giúp cho anh cảm thấy tự tin khi đứng trước trái bóng. Trong lần đầu tiên tham dự đấu trường U23 châu lục, tiền vệ trẻ này cũng bày tỏ cảm xúc khi được trao cơ hội góp mặt trong đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam. Tôi biết được tin được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam sau một buổi tập tại PVF, lúc đó cũng đã là cuối buổi chiều. Tôi cảm thấy rất bất ngờ và cũng rất vui mừng khi công sức của mình đã được đền đáp. Tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để cùng toàn đội có được thành tích tốt nhất. Để làm nóng cho vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Uzbekistan vào ngày 1 tháng 6 tới, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á đã điểm lại những trận cầu nổi bật trong quá khứ. Trong đó, trận đấu lịch sử giúp U23 Việt Nam chiến thắng nghẹt thở trước U23 Qatar, đoạt được tấm vé vào trận chung kết năm 2018 cũng được nhắc đến. Quang Hải và các đồng đội được ví với cái tên những ngôi sao tinh tú mới của bóng đá Việt Nam. Hải Con là cầu thủ nổi bật nhất trong trận đấu đó với hai bàn thắng, giúp thầy trò Lee Park Hang-seo quân bình tỷ số cực kỳ nghẹt thở. Để rồi hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu. Kịch tính lúc đó còn được đẩy lên cao trào hơn nữa khi Quang Hải đã hỏng quả phạt đền đầu tiên. AFC miêu tả, thật kinh ngạc, đó là Quang Hải đã bỏ lỡ quả đá mở màn của Việt Nam. Nhưng các đồng đội của anh ấy đã thay cho số 19 làm tất cả, thực hiện thành công cả 4 lượt sút còn lại và giành tấm vé vào chung kết. Không chỉ về lứa cầu thủ tài năng năm đó, AFC còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu cháy bỏng của hàng vạn cổ động viên đến từ Việt Nam khi đổ ra đường với một màu đỏ rực lửa khi lần lượt chứng kiến đội bóng của mình loại Australia, Iraq và Qatar để thăng tiến đến trận đấu chung kết. Siêu phẩm cầu vồng trong tuyết, một trong những màn thắng ấn tượng của giải đấu năm đó, cũng được AFC đăng tải lại. Tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay, U23 Việt Nam lần lượt chạm trán với U23 Thái Lan vào ngày 2 tháng 6, U23 Hàn Quốc ngày 5 tháng 6 và U23 Malaysia vào ngày 8 tháng 6. Mong rằng với làn gió mới của tân huấn luyện viên trưởng Gong Okun, U23 Việt Nam sẽ một lần nữa khiến cho người hâm mộ nước nhà được sống trong những khoảnh khắc ngọt ngào của 4 năm về trước. Hoàng Anh Gia Lai đã nói lời chia tay với hai trong 4 ngoại binh của mình ở mùa giải này là Kim Dong-soo và Jefferson Bryano. Với trường hợp của Kim Dong-soo, anh về Hàn Quốc để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong trường hợp đạt tiêu chuẩn, trung vệ này sẽ ở lại Hàn Quốc để thực hiện nghĩa vụ mà bất cứ công dân nam nào ở xứ sở Kim Chi cũng phải thực hiện,
Vì vậy ngay từ hiện tại Hoàng Anh Gia Lai đã nói lời tạm biệt với Kim Dong-su. Còn đối với Jefferson Baiano, theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, Hoàng Anh Gia Lai chia tay Baiano vì chuyên môn. Tiền đạo người Brazil không đáp ứng được các yêu cầu của huấn luyện viên Kietisak Senamuang ở V-League và AFC Champions League. Baiano bộc lộ những hạn chế về mặt tốc độ, anh khiến Hoàng Anh Gia Lai mất nhiều cơ hội ăn bàn vì không theo kịp bóng. Đến lúc này Baiano chỉ mới ghi được một bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai ở Cúp Hoàng đế Quang Trung. Chuyển sang những thông tin rất nóng hướng tới trận chung kết UEFA Champions League. Theo tờ The Mirror, nếu giành chiến thắng trước Real Madrid tại trận chung kết Champions League vào rạng sáng ngày mai, sẽ giúp ngân sách của Liverpool tăng thêm 110 triệu euro, số tiền cho toàn bộ giải đấu. Tuy nhiên trong trường hợp ngược lại, thầy trò Carlo Ancelotti sẽ nhận tổng số tiền nhiều hơn lên tới 120 triệu euro. Ngay cả nếu thua vào đêm nay, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn thu về 115 triệu euro, cao hơn 5 triệu euro so với con số mà Liverpool sẽ kiếm được nếu đoạt cúp. Số tiền mà mỗi đội kiếm được ở Champions League phụ thuộc vào thành tích trong quá khứ tại giải đấu. Trong khi Liverpool đã vào chung kết 3 trong 4 mùa giải gần nhất, thì Real đã vô địch 4 lần trong 10 năm qua. Tất cả 32 đội lọt vào vòng bảng đều nhận được khoản thanh toán cơ bản là 15,5 triệu euro, cộng với khoản thanh toán khác dựa trên hệ số bảng xếp hạng UEFA. Mỗi trận thắng ở vòng bảng trị giá 2,8 triệu euro và hòa là 920.000 euro. Lọt vào vòng loại trực tiếp kiếm thêm 9,5 triệu euro, sau đó là 10,5 triệu euro nếu lọt vào tứ kết và 12,35 triệu euro nếu lọt vào bán kết. Đội tiến vào chung kết sẽ nhận được 15,5 triệu euro và 4,5 triệu euro khác cho chức vô địch. Những khoản tiền thưởng nói trên không tính đến thu nhập trong ngày thi đấu hoặc phát sóng. Trái với suy nghĩ của nhiều người hâm mộ rằng Eden Hazard và Gareth Bale đã không còn trong kế hoạch của chiến lược gia người Italia Carlo Ancelotti, mới đây Ancelotti cho biết ông sẵn sàng sử dụng hai ngôi sao này trong trận đấu cuối cùng tại Champions League 2021-2022. Sự xuất hiện quá ít của hai siêu sao bị lãng quên nói trên đã khiến người hâm mộ lãng quên vai trò của họ trong đội hình của Real Madrid. Tuy nhiên, với một huấn luyện viên gạo cội như Carlo Ancelotti, ông luôn biết tận dụng mọi nguồn lực mình có thể để mang đến chiến thắng cho đội nhà. Hazard đang tập luyện tốt và cậu ấy sẵn sàng ra sân để chơi trận chung kết. Trường hợp cậu Bale cũng tương tự, tất cả đều đang rất nỗ lực. Dù được có mặt trên sân chỉ một phút hay thường xuyên đá chính, những cầu thủ mà tôi sử dụng cũng đã cống hiến hết mình vì mục tiêu chung. Đây là trận chung kết Champions League thứ 5 trong vòng 8 năm gần nhất. Nhưng không có chuyện Real sẽ thiếu tinh thần chiến đấu. Cả đội đang vui vẻ và bình tĩnh. Bầu không khí trong phòng thay đồ tương đối tốt, có một chút lo lắng nhưng đó là điều bình thường. Trong buổi họp báo trước trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Real Madrid, huấn luyện viên Jurgen Klopp nói: "Tôi không biết mình sẽ cảm thấy thế nào nếu tôi không thể giành chiến thắng. Tôi chỉ nghĩ về việc chuẩn bị cho trận đấu. Chúng tôi không thể mua được kinh nghiệm của Real. Trận chung kết năm đó Salah đã chấn thương trong hiệp 1. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những gì xảy ra, nhưng ngày mai là một trận đấu khác. Chúng tôi có nhiều lý do hơn để chiến đấu. Real là đội được đánh giá cao nhất ở Champions League với một huấn luyện viên đang hướng đến danh hiệu thứ tư. Chúng tôi không thể có được trải nghiệm này trong một sớm một chiều, nhưng chúng tôi từng trải qua những cảm giác quan trọng rồi. Đây là trận chung kết thứ 3 của chúng tôi trong vòng 5 năm, điều đó thật đặc biệt." Thuyền trưởng của Liverpool cũng cập nhật về tình hình chấn thương của Fabinho và Thiago. Hai tiền vệ này dường như đã loại bỏ những lo ngại về chấn thương và sẵn sàng góp mặt trong trận chung kết UEFA Champions League. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với bản tin phút 89 ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thứ bảy với thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.